Câu số 3, người ta hỏi là cần phải tăng hay giảm khoảng cách giữa hai vật bao nhiêu lần để lực hút giữa hai vật tăng lên 16 lần. Thì lực hút giữa hai vật ta hiểu lúc này là cái lực hấp dẫn nhé. Thì chúng ta biết cái định luật vạn vật hấp dẫn. Vạn vật ở đây ý muốn nói là muôn vàn cái vật, tất cả mọi vật đều hút nhau với một cái loại lực được gọi là lực hấp dẫn đấy. Và được bằng thực nghiệm người ta chứng minh được nó được tính bằng G là hằng số hấp dẫn nhân với gì, khối lượng của vật một nhân với khối lượng của vật hai chia cho bình phương khoảng cách giữa chúng. Rồi họ phải tăng hay giảm khoảng cách là bao nhiêu, thì ta giả sử ban đầu lực hấp dẫn đang là F đấy, khoảng cách giữa chúng này R, về sau lực là F phẩy thì vẫn được tính theo công thức G nhân với khối lượng, không có gì thay đổi cả, vẫn là M1 M2 thôi, nhưng khoảng cách cũng là thay đổi trên tập viết thành R phẩy bình. Lực của nó tăng lên 16 lần, có nghĩa là lấy F phẩy mà chia cho F thì bằng 16, có nghĩa là F phẩy mà chia cho F cũng có nghĩa là bằng cái hai cái vế phải này chia cho nhau, thì G với G hết đi, M1 nhân với M2 hết đi, còn lại F phẩy mà chia cho F thì còn R bình chia cho R phẩy bình bằng 16, có nghĩa là R chia cho R phẩy bằng 4, hay là R phẩy bằng R trên 4. Vậy thì về sau khoảng cách của hai vật về sau ấy bằng 1 phần 4 so với cái ban đầu, tức là ta phải giảm khoảng cách giữa chúng đi 4 lần nhé. Vậy ở đây ta được đáp án B là câu trả lời đúng.